Chào mừng tất cả các con đã đến với trang lời giải hay.com Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 27 Luyện tập Sách giáo khoa toán lớp 5 cánh diều tập 1 trang 70 Cô có bài tập số 1 Đề bài yêu cầu là đặt tính rồi tính Chúng mình sẽ có tất cả là 6 phép tính Cô đã thực hiện đặt tính ở đây Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi tính các phép tính này Được không ạ? Tuy nhiên để các bạn chú ý cho cô này trong quá trình mà chúng mình đặt tính thì viết các số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng sẽ phải được đặt thẳng cột với nhau thì trong quá trình tính toán chúng mình mới có thể tính đúng được nhé khi mà đặt tính sai thì chắc chắn là kết quả của chúng ta cũng sẽ sai đúng không nào rồi với phép tính đầu tiên 42,5 cộng 6,2 chúng ta sẽ thực hiện cộng giống như là cộng hai số tự nhiên 5 cộng 2 bằng 7 2 cộng 6 bằng 8 4 hạ 4 Cuối cùng là viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng Ta sẽ có dấu phẩy ở vị trí này Và kết quả là 48,7 Tương tự với phép trừ cũng như vậy 16,58 trừ 4 ta có 8 ở đây là trừ 0 đúng không? Hoặc chúng ta có thể gọi là hạ 8 xuống này. Hạ 5 này. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 1. Và cuối cùng là viết dấu phẩy. Cô được kết quả 12,58. Phép tính thứ 3. 63,79 cộng 24. Cô sẽ có hạ 9 hạ 7. 3 cộng 4 bằng 7. 6 cộng 2 bằng 8. Và viết dấu phẩy, ta được kết quả 87,79. Phép tính thứ 3. 12,97 cộng 0,39. Cô có 7 cộng 9 bằng 16, ta viết 6 nhớ 1. 9 cộng 3 bằng 12, thêm 1 vừa nhớ là bằng 13, cô viết 3 nhớ 1. 2 cộng 0 bằng 2, thêm 1 vừa nhớ là bằng 3. Hạ 1 và viết dấu phẩy ở tổng, cô được kết quả 13,36. Phép tính thứ 5, 54,1 trừ 35. Ở đây cô sẽ có hạ 1 này. 4 không trừ được 5, ta lấy 14 trừ 5 bằng 9. Viết 9 nhớ 1, 3 thêm 1 vừa nhớ là 4, 5 trừ 4 bằng 1. Viết dấu phẩy, cô được kết quả 19,1. Cuối cùng là 29 trừ đi 6,86. À, các bạn chú ý cho cô phép tính này nhé. 29 ở đây chính là 29,00. Đúng không ạ? Như vậy ta lấy 0 trừ 6. 0 thì không trừ được 6 rồi, nên con lấy 10 trừ 6 bằng 4. Viết 4 nhớ 1. 8 thêm 1 vừa nhớ là bằng 9. 0 cũng không trừ được 9, con lấy 10 trừ 9 bằng 1. Tiếp tục viết 1, nhớ 1. 6 thêm 1 là 7, 9 trừ 7 bằng 2. Hạ 2. Viết dấu phẩy ở hiệu. Và cuối cùng ta được kết quả 22,14. Đó là bài tập số 1. Tiếp tục con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Đề bài của bài tập số 2 yêu cầu là tính giá trị của mỗi biểu thức sau. Chúng ta có biểu thức đầu tiên, 26,38. Trừ đi, mở ngoặc, 7,5 cộng 3,16. Đóng ngoặc. Rồi, các bạn cùng nhớ lại cho cô này. Đối với những biểu thức mà có chứa dấu ngoặc thì ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. Như vậy với biểu thức này con sẽ phải thực hiện cho cô phép tính 7,5 cộng 3,16 trước, đúng không? Sau đó được kết quả bao nhiêu thì ta sẽ lấy 26,38 trừ đi kết quả mà ta vừa tính được. Thì với 7,5 cộng 3,16 con sẽ thực hiện ra nháp cho cô này. Chúng mình đặt tính ra nháp, sau đó viết kết quả vào trong vở ghi. Ở đây cô hạ 6. 5 cộng 1 bằng 6. 7 cộng 3 bằng 10. Viết dấu phẩy. Như vậy là kết quả 10,66. Hiện nay chúng ta sẽ có bằng 26,38 trừ đi 10,66. Sau đó chúng mình tiếp tục đặt tính cho cô. Lấy 26,38 này. Con trừ đi 10,66 8 trừ 6 bằng 2 3 không trừ được 6 Cô sẽ lấy 13 Trừ đi 6 là bằng 7 Viết 7 nhớ 1 vào đây Không thêm 1 là 1 6 trừ 1 bằng 5 2 trừ 1 bằng 1 Viết dấu phẩy Vậy kết quả cuối cùng ta được là 15,72 Rồi đó là biểu thức đầu tiên. Biểu thức thứ hai nào. 50,04 trừ đi 15,7 trừ đi 10,34. Rồi, với các biểu thức mà chỉ có phép cộng hoặc là phép trừ ấy thì chúng mình sẽ tính cho cô lần lượt từ trái sang phải. Nhớ cho cô nhé, chúng ta sẽ tính lần lượt từ trái sang phải. Như vậy đầu tiên ở đây sẽ là 50,04 trừ đi 15,7 trước. Các bạn cũng sẽ thực hiện cho cô ra nháp. Hạ 4. 0 không trừ được 7, ta lấy 10 trừ 7 bằng 3. Viết 3 nhớ 1 vào đây. 5 thêm 1 vừa nhớ là 6. 0 không trừ được 6, cô lấy 10 trừ 6 bằng 4. Viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 5 trừ 2 bằng 3. Ta viết dấu phẩy. Vậy kết quả là 34,34. 34. Tiếp tục chúng ta lấy kết quả này trừ đi 10,34. À phép tính này không cần đặt tính chúng ta cũng có thể tính nhẩm được cho cô này, bằng bao nhiêu đây ạ? Rồi, rất là chính xác, kết quả bằng 24. Biểu thức thứ ba 3,72 cộng với 4,85 cộng với 2,28 Rồi, biểu thức này thì thay vì tính lần lượt từ trái sang phải, cô gợi ý một chút này. Chúng ta sẽ nhóm cho cô. Có nghĩa là chúng mình sẽ sử dụng cho cô tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để nhóm hai số có tổng là số tự nhiên. Chẳng hạn như là 3,72 mà cộng với 2,28 thì cô sẽ được kết quả bằng 6. Rất là đẹp phải không ạ? Vậy nên cô sẽ nhóm hai số này lại với nhau nhé. 3,72 cộng 2,28 số còn lại chúng mình vẫn giữ nguyên là cộng 4,85 hiện đây chúng ta sẽ có là bằng 6 cộng 4,85 và tính nhầm được ngay kết quả bằng 10,85 biểu thức cuối cùng 4,51 cộng 2,08 cộng 1,49 và cộng 2,92. tương tự như biểu thức trên này, chúng ta cũng sẽ không cộng cho cô lần lượt từ trái qua phải nữa mà chúng mình sẽ sử dụng cho cô tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Ở đây cô sẽ hoán đổi vị trí của 2,08 và 1,49. Sau đó sử dụng tính chất kết hợp. Chúng ta sẽ kết hợp cho cô 4,51 và 1,49. Nhóm thứ hai là 2,08 và 2,92. Rồi đến đây ta sẽ có là bằng. Mở ngoặc. 4,51 cộng 1,49. đang ngoặc cộng với nhóm thứ hai 2,08 cộng 2,92 thì sẽ bằng nhóm đầu tiên cô được kết quả là bằng 6. Nhóm thứ hai chúng mình sẽ được kết quả là bằng 5. 6 cộng 5 bằng 11. À các bạn thấy đơn giản chưa ạ? Thay vì chúng mình cộng lần lượt từ trái sang phải thì con sẽ để ý một chút này, chúng mình sẽ nhóm cho cô sử dụng tính chất giao hoán hoặc là tính chất kết hợp để thực hiện các bài tính giá trị của biểu thức. Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 3. Ý A nhỏ, tính rồi so sánh các kết quả ở từng cột. Cột đầu tiên chúng ta sẽ có biểu thức 6,48 trừ đi mở ngoặc 4,48 cộng 0,9. Biểu thức thứ hai là 6,48 trừ 4,48 trừ 0,9. Chúng ta sẽ thực hiện tính lần lượt và so sánh cho cô ý A trước này. Cô có biểu thức đầu tiên. 6,48 trừ đi mở ngoặc. 4,48 cộng 0,9 đóng ngoặc. Phần này các bạn không tính nhầm được thì chúng ta sẽ thực hiện đặt tính rồi tính ra nháp cho cô nhé. Thì ở đây cô sẽ có kết quả nhanh luôn này. Các bạn sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước này. 6,48 cô vẫn giữ nguyên, trừ đi. Phép tính ở trong ngoặc này thì cô sẽ tính được là bằng 5,38. 6,48 mà trừ đi 5,38 thì được kết quả bằng 1,1. Biểu thức thứ hai. 6,48 trừ 4,48 trừ 0,9. Con thực hiện lần lượt cho cô từ trái qua phải. 6,48 trừ 4,48 bằng 2. Tiếp tục lấy 2 trừ đi 0,9 thì cô cũng sẽ được kết quả bằng 1,1. Vậy chúng mình kết luận hai biểu thức này có giá trị bằng nhau. Tiếp tục với cột thứ hai. Cô cũng sẽ thực hiện tính lần lượt các biểu thức. 9 trừ đi 4,37 trừ đi 0,63. Con thực hiện trừ lần lượt từ trái qua phải này, chúng mình có 9 trừ đi 4,37 là bằng 4,63. 4,63 trừ 0,63 thì sẽ được kết quả bằng 4. Tương tự với biểu thức thứ hai. 9 trừ đi mở ngoặc 4,37 cộng 0,63. Đối với các biểu thức mà có chứa dấu ngoặc thì con sẽ tính cho cô phép tính ở trong ngoặc trước. Bằng 9 trừ đi 4,37 cộng 0,63 thì bằng 5. 9 trừ 5 bằng 4. Như vậy hai biểu thức này cũng có giá trị bằng nhau. Rồi, ý B. Tính bằng cách thuận tiện. Với ý B này thì con sẽ dựa vào kết quả ở câu A để chúng ta có thể tính bằng cách thuận tiện. Biểu thức đầu tiên 8,44 trừ đi mở ngoặc 5,44 cộng với 2,8 À, thông thường đối với những biểu thức mà có chứa dấu ngoặc thì con sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước đúng không? Thế tuy nhiên là với bài tập này chúng ta sẽ thực hiện khác cho cô như sau. Dựa vào a các bạn sẽ thấy rằng 8,44 trừ đi mở ngoặc 5,44 cộng 2,8 có thể viết bằng 8,44 trừ đi 5,44 và trừ đi 2,8 các bạn sẽ bỏ cho cô dấu ngoặc đi, được không ạ? Và khi mà bỏ dấu ngoặc này, dấu ở bên trong ngoặc là đang là cộng này, thì chúng ta sẽ phải đổi dấu là thành dấu trừ, được chưa nào? Rồi đến đây các bạn sẽ thực hiện cho cô lần lượt từ trái qua phải. 8,44 trừ 5,44 thì con hoàn toàn có thể tính nhầm, được kết quả bằng 3. 3 trừ đi 2,8 thì sẽ bằng 0,2 tương tự với biểu thức thứ hai 5,27 trừ 3,9 trừ 0,1 à với biểu thức vừa rồi thì con bỏ dấu ngoặc ra nhưng với biểu thức thứ hai này thì chúng ta lại đưa cho cô vào bên trong dấu ngoặc thì ta sẽ có là bằng 5,27 trừ đi mở ngoặc 3,9 Dấu ban đầu là trừ Thì khi mà con đưa vào dấu ngoặc Chúng mình sẽ phải đổi thành dấu cộng 0,1 Đến đây thì chúng ta lại tính cho cô trong ngoặc trước này 5,27 Trừ đi 3,9 cộng 0,1 là bằng 4 5,27 trừ 4 bằng 1,27 Rồi, đó là bài tập số 3 Con chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào Cô có đề bài của bài tập số 4 như sau. Rổ thanh long cân nặng 4,53 kg, biết rằng chiếc rổ khi không có thanh long cân nặng 0,35 kg. Hãy tính cân nặng của các quả thanh long có trong rổ. Để tìm được cân nặng của các quả thanh long thì con sẽ lấy cân nặng của cả rổ thanh long trừ đi cân nặng của chiếc rổ, đúng không ạ? Rồi với bài tập số 4 đầu tiên cô sẽ có phần tóm tắt như sau. Đề bài cho rổ thanh long cân nặng 4,53 kg. Và tiếp tục đề bài cho chiếc rổ thì cân nặng 0,35 kg. Đề bài hỏi thanh long cân nặng bao nhiêu kg? Rồi cô sẽ có phần bài giải chi tiết như sau. Cân nặng của các quả thanh long trong rổ là Con lấy 4,53 trừ 0,35. Giờ với phép tính này thì con sẽ thực hiện đặt tính rồi tính ra nháp và viết cho cô kết quả vào trong phần vở ghi của mình. Chúng ta sẽ có 4,53 trừ đi 0,35. 3 thì không trừ được 5 nên cô sẽ lấy 13 trừ 5 bằng 8. Viết 8 nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 là 4. 5 trừ 4 bằng 1. 4 trừ 0 bằng 4. Viết dấu phẩy ở hiệu. Và được kết quả cuối cùng là 4,18 đơn vị kg. Rồi cuối cùng là các bạn sẽ thực hiện đáp số 4,18 kg. Đó là bài tập số 4. Con chuyển cho cô sang bài tập số 5 nào. Một chú chó con cân nặng 2,3 kg, một chú mèo con nhẹ hơn chú chó con 1,8 kg hỏi cả chó con và mèo con cân nặng bao nhiêu kg. Vậy bước đầu tiên là con sẽ phải tìm được cân nặng của mèo con bằng cách lấy cân nặng của chó con trừ đi 1,8 kg. Và từ đó chúng mình sẽ tìm được cân nặng của cả chó con và mèo con bằng cách lấy cân nặng của chó con cộng với cân nặng của mèo con. Rồi với bài tập số 5, đầu tiên cô sẽ có phần tóm tắt như sau. Để bài cho chó con nặng 2,3 kg. Mèo con thì nhẹ hơn chó con 1,8 kg. Và đề bài hỏi chó con và mèo con cân nặng bao nhiêu kg? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cho cô phần bài giải chi tiết. Bước số 1, con tìm được cân nặng của chú mèo con là? Con có phép tính 2,3 trừ 1,8. Ở đây thì cô sẽ thực hiện tính nhẩm luôn là bằng 0,5 kg. Khi đó chúng ta sẽ tìm được cả chó con và mèo con cân nặng là cô có phép tính 2,3 cộng 0,5 bằng 2,8 kg. Và cuối cùng là đáp số 2,8 kg. Đó là bài tập số 5, con chuyển cho cô sang bài tập số 6 nào. Ý A nhỏ, lập tất cả các số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân bằng cách sử dụng các thẻ chữ số và thẻ dấu phẩy sau, chú ý là mỗi thẻ chỉ sử dụng duy nhất một lần. Rồi ở đây chúng mình sẽ có 3 thẻ chữ số, thẻ số 2, thẻ số 4, thẻ số 8, có một thẻ dấu phẩy. Bây giờ với ý A, cô sẽ lập được các số thập phân sau. vì ở đây có 3 thẻ chữ số mà ở phần thập phân lại có hai chữ số thế như vậy là phần nguyên của chúng mình chỉ có một chữ số đầu tiên cô sẽ chọn phần nguyên là chữ số 2 ta có số 2,48 Các bạn sẽ đảo ngược lại cho cô ở phần thập phân luôn là 2,84. Tiếp tục cô sẽ chọn chữ số ở phần nguyên là 4. 4,28 4,82. Cuối cùng ta chọn chữ số ở phần nguyên là 8. 8,24 và 8,42. Như vậy là chúng mình sẽ lập được tất cả 6 số thập phân. Ý B, tìm tổng hiệu của số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất đã lập được ở câu A. Ở câu A thì cô đã lập được tất cả là 6 số thập phân. Bây giờ chúng mình sẽ quan sát, so sánh cho cô 6 số thập phân này và xác định số thập phân nào là lớn nhất, số thập phân nào là bé nhất. Mình sẽ có ý B. Số thập phân lớn nhất là Ở đây cô thấy số thập phân lớn nhất sẽ là 8,42. Còn số thập phân bé nhất sẽ là 2,48. Sau khi đã xác định được số lớn nhất và số bé nhất rồi, các bạn sẽ thực hiện tìm cho cô tổng của hai số thập phân và hiệu của hai số thập phân. Đầu tiên sẽ là tổng của hai số thập phân. Con lấy 8,42 cộng 2,48. Và đây cô sẽ thực hiện tính nhanh luôn, chúng ta sẽ có kết quả là bằng 10,90. Tương tự các bạn sẽ tìm cho cô hiệu của hai số đó là Con lấy 8,42 trừ đi 2,48 và có được kết quả là 5,94. Được chưa nhỉ? Rồi, đó là bài tập số 6. Đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con.